Bắt đầu ngã này. C. Chưa, còn một xíu nữa. Cục không khe, không kẽ. Xin chào mọi người, lại là mình Hải Lâm Phạm đây. C. Sáng hôm nay là cảm thấy hôm nay là hơi bị u ám nha mọi người. Mình mới vừa ăn cơm xong, mình cũng cho con ngủ siêu ăn rồi. Đây, nó đang ăn đây. Đó, nó đang nằm ăn đây mọi người. Còn bà Quyến Vlog đây mọi người. Đây, bà Quyến Vlog. Dạ. Vlog. Mình đi mời nữa hả? Vậy ăn lại tôi chưa. Đây mọi người, xem lại bà Quyến Vlog. Trời bà giờ cứ đi vậy. Bà Quyến Vlog đây. C. Ừ. Bà giờ cứ đi. Đó, bên đây là ngủ siêu đang ăn. Mình vừa cho nó ăn sáng nay. Đây. Chú vô tay mà ông đi mở cửa hả? Ngồi tay nè. Bà Quyến Vlog. Tôi sẽ rửa đây. Sáng nay là bà Quyến Vlog sẽ chỉ đạo cho ông Minh chặt bắp chuối. Đây. Đây là ông Minh. Ông ấy, ông này không có chuyện như vậy cho nó vui. Đó, sáng hôm nay bà Quyến Vlog sẽ chỉ đạo ông Minh chặt cái bắp chuối ở ngoài đây. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây, ok mọi người. Bắp chuối nó nằm ở phía sau, phía trong một chút, hơi khó chặt nha mọi người, cái cây hơi bị to. Xin mời mọi người sẽ xem. Đây mọi người, ông Minh năm nay chắc cũng phải là 90 mấy tuổi rồi, nhưng mà còn rất là khỏe luôn. Ông vừa chặt vừa hút thuốc luôn, rất là đẳng cấp và chuyên nghiệp. Những ngát chuối cũng quang rất là khỏe, quá ghê luôn, quá kinh điển. Chúng ta phải né thôi, bự quý người đó phải né đi. Đây, cái chuối này khá to mọi người, bắp chuối trên này này. Có nhiều tàu quá, khó nhìn nha mọi người. Đó, bắt đầu ngã này. C. Chưa, còn một xíu nữa. Cục không khe, không kẽ. Nó hốt toàn hốt tóc mọc. Quá ghê, một qua. Rồi tự đâu xuống gì mà người đây. Đây. Đâu để mình chút nữa mình sẽ chỉ cho mọi người bắp chuối. Ông mình rất là khỏe luôn, ông chặt như là như thanh niên. Cái này ông làm gì lần nữa ông nó chạy không thấy chân. Quá ghê, thôi mọi người thấy chưa, nhát hổ. Kinh. Đó, làm gì ông đó. Quá ghê. 3 tuổi. Là 95 tuổi á mọi người. Đó nó ngon cho lắm. Ghê chưa. Rất là điều luyện. Đây là đẳng cấp luôn. Đây là Gunter, đây là Gunter. Đây. Bắp chuối, lôi điện. Ô, C. Đây giờ sẽ tỉa bớt lá cho cái bắp chuối này, cắt rồi chặt ngắn luôn. Quá ghê, một nhát một. Thì ông còn lưu rồi đất. Một nhát một. Đây là Gunter. Đúng không? Chú này. Đây. Đây, bà Quyên Vlog sẽ cầm chiến quả. Đi vô. Ông mình chiến được, ông sẽ đi ăn cháo. Sáng nào ông cũng đi ăn cháo hết. 95 tuổi còn rất là khỏe luôn, gần tơ. Và chắc cảm quá ạ. Đây. Chắc cảm luôn quá. Đây, bà Quyến Vlog, bà thành quá.
chuối cũng to ấy, cốc chuối cũng to khá hơn, cũng khá to á. Cái bắp này nếu bán được bộ là được bao nhiêu tiền à? 30. Để nó bị héo sao? Đây mọi người, một chuối khá đẹp luôn, khá to. Khử ra đó. Ok. Quý vlog sáng hôm nay đã có một doanh thu từ bán bắp chuối. Qua đỉnh, qua đỉnh. C. Bắp chuối này xác ra làm lộm, ăn rất là phê luôn. Ok mọi người. Ok mọi người, giờ ngủ lắm với lại bà Nguyễn Vlog sẽ nâng chiếc cúp ngoại hạng Anh lên. Đây đây chiếc cúp ngoại hạng Anh, chiếc cúp vô địch. Quá ghê, chiếc cúp được làm từ bắp chuối. Quá chấn động. C. Đây bà Nguyễn sẽ một bên, hai bên, hai người sẽ chia ra hai bên. Một bên là cái tay của chiếc cúp vô địch. Ok. C. Ok, và clip này sẽ dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xe.